Giáo hoàng Francis ngày 25 tháng 7 đã gửi lời chào mừng Thế vận hội Olympic Tokyo và lời chúc an lành tới các nhà tổ chức, các vận động viên và tất cả những người đã và đang góp sức để Olympic diễn ra tốt đẹp. Từ 6 tuần trước, Thế vận hội lần thứ 32 đã khai mạc tại Tokyo. Trong thời điểm đại dịch này, Thế vận hội là một dấu hiệu của hy vọng, một dấu hiệu của tình hữu nghị toàn cầu. Cầu Chúa phù hộ cho ban tổ chức, các vận động viên và tất cả những ai góp sức cho đại hội thể thao này. Olympic Tokyo 2020 là một trong những kỳ thế vận hội đặc biệt nhất trong lịch sử khi diễn ra ở thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hoành hành. Một số vận động viên đã phải giã từ ước mơ do COVID-19. Năm nay, mọi hoạt động trong khuôn khổ thế vận hội, kể cả lễ khai mạc cũng diễn ra hết sức đơn giản, đề cao phòng chống dịch. Lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 diễn ra tối 23 tháng 7, đơn giản nhưng trang trọng, sử dụng nhiều kỹ thuật cao để trình chiếu ánh sáng thay vì những màn đồng diễn hoành tráng. Nghi thức thắp đuốc lúc kết thúc lễ bế mạc là điểm nhấn đề cao tinh thần của Thế vận hội lần này. Ngọn đuốc Olympic đã lần lượt được truyền qua tay các vận động viên xuất sắc nhất của Nhật Bản, rồi đến các bác sĩ, y tá đại diện cho những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu của cuộc chiến chống COVID-19. Vận động viên người khuyết tật đại diện cho sự chiến thắng của bản thân trước nghịch cảnh và các học sinh của Miyagi, Iwate và Fukushima, ba địa phương của khu vực Đông Bắc Nhật Bản bị tàn phá nặng nề bởi thảm họa động đất và sóng thần vào tháng 3 năm 2011, trước khi được truyền tới tay nữ vận động viên quần vợt Naomi Osaka, người vừa lần thứ hai giành chức vô địch của giải Grand Slam Australia mở rộng để thắp sáng ngọn đuốc của Thế vận hội. Có thể thấy, nghi thức rước đuốc lần này ẩn chứa toàn bộ các thông điệp mà nước chủ nhà muốn gửi gắm trong lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020. Đó là tinh thần thể thao, sự ghi nhận những chiến công thầm lặng của những người chiến sĩ áo trắng trong cuộc chiến chống COVID-19, tinh thần vượt khó, sự phục hồi của Nhật Bản sau thảm họa cách đây 10 năm và niềm tin vào chiến thắng. Khác với các kỳ thế vận hội trước đây, ngoài ba từ faster, nhanh hơn, higher, cao hơn và stronger, mạnh mẽ hơn, khẩu hiệu của Olympic Tokyo 2020 được IOC bổ sung thêm từ together, cùng nhau để thể hiện sự đoàn kết của thế giới trong cuộc chiến chống COVID-19.